Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, vụ việc một anh công an giao thông ở Cát Lái cãi nhau cù cưa với lại một Việt Kiều từ Đức sử dụng bằng lái quốc tế từ Đức vẫn làm cho rất nhiều người quan tâm, để ý, thậm chí chia sẻ với nhiều ý kiến khác nhau. Ngày hôm nay rất là may mắn chúng tôi gặp anh Phương Phạm, cảnh sát viên của thành phố Westminster ở ngay trên phố Bô Sa. Chúng ta tham khảo với anh Phương Phạm đôi chút về luật ở Mỹ, nó có những cái điểm gì có thể tham khảo. Dĩ nhiên luật ở Việt Nam, luật giao thông ở Việt Nam và luật giao thông ở Mỹ, cũng như là cách hành xử của công an Việt Nam và cách hành xử công an ở Mỹ, chắc chắn phải có những điều khác nhau. Có điều những thông tin từ chính một cảnh sát viên gốc Việt của chúng ta ở đây cũng sẽ có nhiều điều thú vị để có thể tham khảo. Thưa anh Phương, cũng đã có trao đổi với anh về cái sự việc đó, tức là về cái vấn đề cảnh sát giao thông và một người vi phạm giao thông. Câu hỏi muốn đặt ra với anh là một khi cảnh sát ở đây đó, khi mà dừng lại một người bị cho là vi phạm, thì cái tiến trình đó nó như thế nào, thưa anh? Dạ, thưa anh Lân và kính chào quý vị. Thì trước hết, một cảnh sát viên mà muốn chặn một cái người nào lại để xét hay là nói chuyện gì đó, thì mình cũng phải có cái lý do. Thì cái lý do đó cũng là một cái lý do phải là chính đáng. Giống như thí dụ như nếu mà mình nói giao thông, thì thí dụ như một chiếc xe người lái vượt đèn đỏ, thì mình có quyền chặn lại nếu mà mình thấy. Thì lúc mà mình đến xe đó thì lúc nào mình cũng hỏi là bằng lái, giấy chủ quyền xe và giấy insurance xe. Thì ba cái điều đó thì ở đây quý vị ai cũng biết là lúc mà bị cảnh sát chặn lại thì cảnh sát lúc nào cũng hỏi ba cái đó. Thì luật đó thì quý vị lúc mà cảnh sát hỏi giấy tờ thì quý vị phải trình giấy tờ để mình như một cái người cảnh sát, mình phải biết cái người đó là ai, mình đang nói chuyện với người nào, thì mình phải đưa giấy cho cảnh sát. Thì thường thì cảnh sát sẽ nói, mình có thể hỏi lý do mà bị chặn lại, thì cảnh sát phải nói cái lý do. Thì sau đó cảnh sát, nếu mà cảnh sát muốn phạt thì cảnh sát có quyền phạt, và nếu mà không phạt thì cảnh sát có thể là tha, nói là warning để cho đi. Thì nếu mà bị phạt thì cảnh sát đưa một cái giấy, thì quý vị phải ký cái giấy đó. Thì ký cái đó không nghĩa là mình chấp nhận chịu là mình bị lỗi, ví dụ như chẳng hạn hồi nãy mình nói là vượt đèn đỏ, thì ký cái đó không có nghĩa là mình nói là mình bị lỗi vượt đèn đỏ. Thì ký cái đó nghĩa là mình chịu cái trách nhiệm sau này để mình ra tòa, mình nếu mình muốn mình ra tòa và mình là cũng như thanh toán cái vụ đó, chứ không nghĩa là mình chấp nhận mình bị cái tội đó ngay lúc đó. Thành ra nếu mà quý vị không chịu ký cái giấy đó, quý vị có thể bị bắt là không ký, cũng như là cản trở điều tra hay là làm việc của cảnh sát, thì cái đó là có thể bị bắt nếu mà không ký cái đó. Trong trường hợp mà khi cảnh sát dừng một người nào đó lại, người đó nhất quyết phải đòi cảnh sát đưa cho được bằng chứng là vì sao giữ tôi lại, hoặc là tôi có tội gì mới chịu đưa giấy tờ của họ, như anh nói là bằng lái, giấy tờ bảo hiểm và giấy chủ quyền xe, người ta nhất định không đưa ra trừ khi mà cảnh sát đưa cho họ bằng chứng thỏa mãn họ, thì sao? Thì đối với mình thì cái chuyện nói ok thì tôi sẽ nói, tại vì anh hay chị là gì đó là vượt đèn đỏ thì cái đó thì có đâu có gì đâu, thì mình thấy sao thì mình nói vậy, thì phải trình giấy tờ thôi. Trong trường hợp mà cái này không phải vượt đèn đỏ, mà trong trường hợp là cảnh sát bắn tốc độ và thấy người này chạy quá tốc độ, thì người này nói cho bằng được là phải đưa cho tôi cái bằng chứng là chạy quá tốc độ, thì cảnh sát có phải đưa hay không thưa? Thì cảnh sát có cái máy thì đưa, đâu có gì đâu. Thì cái máy đó đưa ngay lập tức có liền hả? Có, thì cái máy đó là cái máy mình bắn thì đưa, đâu có gì đâu. Thì thường thì người ta có thường hay hỏi mà thôi, mình show cho người ta coi, đâu có gì đâu. Cái việc mà cảnh sát đưa cho người ta bằng chứng đó
là cái luật bắt buộc cảnh sát đưa như vậy, hay là cũng là tùy theo cái thái độ, cái sự mong muốn cảnh sát muốn đưa hay không? Thì thường ngay cái lúc đó người ta hỏi, thì thường cảnh sát mà giao thông mà bắn cái máy đó, người ta đưa cái máy cho coi ngay lúc đó, đâu có cái gì mắc mắc, thì mình đưa cho người ta coi thôi, thì mình phạt. Nếu mà cái luật có bắt buộc cảnh sát phải đưa hay không thưa anh? Ngay cái lúc đó thì cái máy thường thường mà xài Phương thì không có xài cái máy đó, mà theo Phương biết những cái người cảnh sát viên mà xài cái máy đó thì thường đến người ta nói cho tôi bắt anh tại vì anh chạy quá tốc độ, anh chạy 65, 70 mai gì đó, thì trong cái khu này chỉ được là 40 thì người ta đưa cho mình coi, vậy thôi. Trong trường hợp gọi là gặp một cái người nào mà cứng đầu quá, dù là cảnh sát có đưa hay là đưa súng bắn tốc độ người ta không tin, hay là mà nói lý do người ta không tin, người ta nhất quyết không đưa giấy tờ, người ta có quyền không đưa giấy tờ hay không thưa anh? Không có quyền không đưa giấy tờ, tại vì ngay cái lúc đó cái người đó bị chặn lại là có cái lý do chính đáng người ta chặn lại. Thì giống như mình bị phạt ký cái giấy đó không có nghĩa là mình nhận tội, mình chạy quá tốc độ. Thì cái quý vị sau này có thể ra tòa trình bày với tòa, thì ra ông tòa thì cảnh sát có mặt đó trình bày và quý vị cũng có thể đến đó trình bày, nhưng mà không có thể từ chối và không có thể là không ký cái giấy phạt, tại vì nếu mà không ký cái giấy phạt đó hoặc là từ chối là quý vị có thể bị bắt đem ra tòa ngay lúc đó, hoặc là nếu mà ngày đó thì không có ra tòa thì cũng như vậy, cảnh sát có quyền bắt và đem vô bốt cảnh sát. Tức là từ chối là cảnh sát, tới cái phần là cảnh sát có quyền bắt. Yeah. Anh nói cái tiến trình bắt nó như thế nào? Thì ở đây bắt thì phải bị còng đem về cảnh sát chụp hình lăn tay, xong rồi cho một cái giấy phạt thêm một cái tội nữa. Thì sau đó ra tòa thôi. Nhưng mà phải ngay lúc đó, lúc mà bị cái giấy phạt nó phải ký cái giấy phạt, ký, nhưng mà giống như Phương nói là ký cái đó ngay lúc đó không nghĩa là mình chấp nhận mình bị lỗi cái lỗi gì đó ngay lúc đó. À, cái đoạn này cũng nhiều người rất là thắc mắc theo cái cách của cảnh sát Mỹ như thế nào. Khi dừng cái người đó lại, phía cảnh sát thì như thế nào? Thường thường thí dụ như nghe nói là cảnh sát thường là đi phía bên trong, tức là né cái phía bên ngoài là có xe nó chạy, hoặc là cũng là một phần là né gần cái chỗ mà cái người tài xế có thể rút súng bắn vân vân. Còn phía mà người tài xế thì phải hành xử như thế nào? Anh cho cả hai phía luôn. Cái đó thì tùy theo cái người cảnh sát viên thôi, tùy theo mình chặn ngay cái khúc nào cái xe nó đậu sao, ngay chỗ đó nó sao. Thì không phải là, thì đa số thì thấy cảnh sát hay đi phía bên trái người lái, nhưng mà cũng có đôi khi mình đi bên phải, thì tùy theo cái khúc đường hoặc ngay chỗ đó nó sao, thì người cảnh sát cảm thấy là đi bên phải nên hay là đi bên trái nên, thì tùy theo ngay cái lúc đó cảnh sát viên đó cảm giác như thế nào thôi, chứ không phải là bắt buộc mình phải đi vào bên trái hoặc bên phải. Và khi cảnh sát dừng người ta lại như vậy và bắt đầu tiến tới như vậy, trong đầu cảnh sát có những gì thưa anh? Thì lúc nào mình cũng đề phòng, như cái safety, như bên cảnh sát thì mình lúc nào mình cũng huấn luyện dạy safety tactics, thì tùy theo mình coi trong xe có bao nhiêu người, nam nữ, hay là mình chặn cái người đó là cái lý do gì, và cái chỗ đó mình chặn lại người ta đậu ngay chỗ nào, thì mình lúc nào mình cũng đề phòng. Thì nhiều khi mình đâu có biết là cái người đó là ai, nhiều khi cái người đó đang bị truy nã không? Nhiều khi mình cũng đâu có biết được, cho đến khi mình có giấy tờ mình hỏi mình mới biết được. Thành ra lúc nào mình cũng đề phòng, thì cái đó là cái cách mà tốt nhất. Và ngay thời điểm đó mình đã có liên lạc về với trung tâm, hoặc là mình đã có báo cái bản số của người đó về với trung tâm trước khi mình tới gặp người đó hay chưa thưa anh? Dạ có, thì như ở đây thì như trước khi chặn cái xe lại thì mình phải báo về tổng đài nói là tôi đang muốn chặn chiếc xe này lại, và mình kêu cái bản số, thì người ta sẽ bên tổng đài sẽ nói là cái bản số đó là của ai, hoặc là bản số đó là cái xe đó là xe có bị ăn cắp hay là gì đó, thì mình phải nói cho tổng tài biết mình đang ở đâu. Thì cái đó là lúc mà mình chặn xe lại thì cái chuyện đó lúc nào cũng làm vậy. Rồi bây giờ mình nói về phía góc độ của người tài xế lái xe khi bị cảnh sát gọi ngừng lại. Dĩ nhiên ở đây ai lái xe cũng đã học qua cái bằng cái phải thi cái bài viết là phải biết mình phải làm gì rồi, nhưng mà chắc cũng không thừa để cho một vị cảnh sát nhắc lại cho mọi người.
Thì cái chuyện này xảy ra rất nhiều, thì quý vị nên nhớ nếu mà có cảnh sát ở ngoài sau và chốt đèn đó, thì quý vị tấp qua bên lề phải và ngồi đó để chờ cảnh sát viên đến. Thì lúc mà cảnh sát viên đến thì lúc nào cũng hỏi bằng lái, chủ quyền xe, giấy chủ quyền xe và giấy insurance xe. Thì những cái điều đó là cái thường. Thì nhưng mà cái Phương vẫn thấy là người ta không biết làm thế nào, thì thấy xe cảnh sát ngoài sau cứ nghĩ là ồ không biết là phải chặn mình hay là không, chặn hay là không. Quý vị lúc nào cũng tấp bên phải, nếu mà quý vị tấp qua thì cảnh sát đi theo mình là nghĩa là đang muốn chặn mình lại. Và luôn luôn hai tay để lên trên vô lăng. Dạ thì cái đó là nên làm, là tại vì như Phương nói là lúc nào cảnh sát cũng đề phòng, thì cái mà cái nguy hiểm nhất là cái tay. Thì nếu mà cảnh sát thấy tay thì cái đó là không có thể nào là dùng cầm vũ khí được. Thì cái tốt nhất là để tay lên cái bằng lái, là để cho cảnh sát thấy được là có cái tay không có vũ khí. Để cái tay lên vô lăng cho tới khi nào thưa anh? Thì tốt nhất thì cái để thì thí dụ như cảnh sát hỏi giấy tờ thì mình cần lấy bóp hay là đi lấy, thì mình nói ô tôi có bóp ở trong cái khớp chỗ này hay chỗ này, để cho cảnh sát biết là mình sẽ rời cái tay, lấy cái tay để đi lấy cái bóp hay gì đó, cho người ta đỡ lo, đỡ cũng như bớt cái sự đề phòng đó. Như vậy là với cái sự trả lời của cảnh sát Phương Phạm, chúng ta có thể nói là rất rõ về cái tất cả cái tiến trình của cảnh sát cũng như là phía người lái xe khi bị cảnh sát chặn lại, dù là lỗi gì, vượt đèn đỏ hay là vượt tốc độ vân vân. Xin hỏi anh một cái chuyện này nữa mà mọi người gần đây cũng hay hỏi tới, đó là khi mà chúng ta đang chạy trên đường, có xe của cứu hỏa hay là xe của cứu thương chạy đằng sau lưng bấm còi, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tấp qua bên trái hay bên phải hay ngưng lại hay như thế nào thưa anh? Có đó có nhiều cũng nhiều người cũng rất là bối rối. Thì cái đó là cái luật mà ai cũng phải biết lúc mà thi bằng lái xe hay là thi lái xe. Lúc mà cảnh sát hoặc là xe cứu hỏa mà chạy ở ngoài sau chớp đèn, chớp còi, hú còi, quý vị phải tấp qua bên lề bên phải. Trừ ra thí dụ như lúc đó kẹt mình không có tấp vô được thì mình cứ đậu đó, thì xe cảnh sát cứu hỏa thì phải ráng tránh. Nhưng mà cái điều mà quý vị phải biết là phải tấp qua bên lề phải. Nhưng mà có nhiều khi mình không có đi được nữa thì mình cứ đậu đó thôi. Nhưng mà cái mà quý vị nên nhớ, cái tại vì ở đây rất xảy ra rất là thường là mà người lái không có biết làm thế nào, tấp qua bên lề phải. Tại vì cái luật bên cảnh sát với xe cứu hỏa là mình qua mặt, lúc trong cái lúc đó mình qua mặt cái phía bên trái, thì quý vị phải tấp qua bên phải. Còn nếu mà trong trường hợp cái lề bên phải là nó đã bị đầy xe rồi thì mình chạy chậm lại ngay đó hay là mình tách qua bên phải trái để cho xe cứu hỏa chạy thẳng thưa anh? Nếu mà ngay cái lúc đó quý vị không có chạy đi đâu được nữa thì đậu, thì phải đậu đó thôi, thì xe sẽ tránh. Nhưng mà nếu mà quý vị có chạy được thì signal tấp qua bên lề bên phải. Còn một trường hợp là xe cứu hỏa có những cái trường hợp mà rất cần thiết, nếu cần thì họ sẽ đi vào cái đường ngược chiều luôn để có thể chạy được. Cái chuyện đó thì sao thưa anh? Thì cái đó là nếu mà không có cách nào đi xuông nữa thì mình đi qua bên kia thì vẫn đi, nhưng mà phải có đèn và còi. Thì trên luật như hiện giờ mình đang nghe xe cứu hỏa đó, thì lúc mà chạy có đèn có còi thì mình có thể chạy ngược chiều nếu mà mình cần. Cái chuyện đó là cái sự khẩn cấp mình phải đi thì mình phải vậy thôi. Và như vậy thì khi mà mình đang chạy đường ngược chiều, mình thấy khi đang chạy mà mình thấy xe cứu hỏa đường ngược chiều, mình vẫn phải tránh tấp qua bên phải. Thì cảnh sát và cứu hỏa như lúc mà đi khẩn cấp thì phải đi kêu bằng ngay cái giữa đường đó, thì mình tấp qua bên lề bên phải là mình tránh đường cho đi thôi. Nhưng mà cảnh sát cái xe cứu hỏa khi mà đi vào lề ngược chiều đó anh, họ bất cứ họ đi lúc nào cũng được hay là họ phải cũng phải cân nhắc cái con đường của họ an toàn họ mới được đi? Thì lúc nào mình cũng phải muốn cái sự an toàn, nhưng mà ngay cái lúc đó bên phải là nó xe kẹt thì mình phải đi bên trái. Thì nhưng mà muốn làm như vậy phải có đèn chớp và phải có còi kêu mới là đúng theo cái luật. Và phải có thấy xe nó hoàn toàn trống thì mới vào được hay sao? Nhưng mà ngay cái lúc đó mình đi phải đi thì cái người kia phải tránh, xe khác phải tránh. Anh hiểu không? Nhưng mà thí dụ mình thấy nhưng mà người ta không tránh thì mình cũng ráng mình tránh người ta, nhưng mà cái luật là người ta phải tránh cho xe cứu hỏa hoặc xe cảnh sát lúc mà đang chạy có đèn và có còi. Thì quý vị nên nhớ là quý vị phải tránh, ráng tránh nếu mà thấy vậy. Nhưng nếu mà xe cứu hỏa vào trong đường cao tốc, đường freeway
nó chạy nhanh quá thì lỡ người ta tránh không kịp thì xe cứu hỏa phải phải làm như thế nào trước khi đi vào? Xe cứu hỏa hoặc xe cảnh sát lúc nào cũng chạy bên làn trái, người ta cứ chạy ngoài sau cho đến khi xe tránh thôi. Thành ra quý vị phải biết đó, thấy xe ngoài sau thì nên tránh. Thì như Phương nói là xe lúc nào cứu hỏa và cảnh sát thường thường người ta cần qua mặt, mà trong cái lúc khẩn cấp mà người ta sẽ đi phía bên trái thì quý vị tấp ưu lề phải. Còn một trường hợp nữa muốn hỏi anh, đó là tôi thấy trên đường cũng khá nhiều. Khi xe của học sinh, xe bus chở học sinh dừng lại, đánh đèn đỏ, chúng ta phải ngừng lại nhưng mà rất là nhiều người đi. Anh cho biết. Thường thường mấy cái đó trên cái đường lộ chính, xe bus không có để cái bảng stop bên trái của họ. Thường thường cái đó là để cho trong những cái đường mà đường cái bằng residential trong cái khu xóm đó. Thì thường xe bus hay có cái bảng stop phía bên cái người lái của xe bus đó, để chi thì gì phía bên kia cũng phải, xe cũng phải ngừng, là tại vì con nít nhiều khi học sinh nó đi xuống xe và băng qua đường, là cái lý do như vậy. Còn nếu mà ở đường chính mà đường lộ mà mấy nhiều lane đó không có cảnh, xin lỗi, xe bus không bao giờ làm vậy hết. Nhưng mà nói chung khi xe bus ngừng lại đưa cái bảng stop sign ra, chúng ta phải ngừng, phải xem đó như là một cái bảng stop sign. Dạ, hai bên, không phải là stop sign mà stop chứ không phải là stop sign. Stop sign là stop còn đi, còn này phải ngừng cho đến khi cái bảng stop nó tắt mới được. Xin cảm ơn anh Phương rất nhiều. Trả lại anh cho cái công việc của ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta lại có thêm một cái phần gọi là bonus, tức là phần xem thêm. Sau khi đã nói chuyện với lại cảnh sát Phương Phạm, chúng ta sẽ được anh giới thiệu đôi chút thôi bên trong của chiếc xe cảnh sát này, và để xem một bên trong một chiếc xe cảnh sát nó có những cái gì lạ. Anh Phương có thể giới thiệu đôi chút về những cái chi tiết bên trong chiếc xe cảnh sát thưa anh? Cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà thì thường cảnh sát xe nào cũng có cái máy computer để cho bên tổng đài, thí dụ như cần mình đi đâu đó, có chuyện gì thì nó sẽ nổi trên đây. Và như Phương cũng biết là cái chuyện đang xảy ra ở đâu và địa chỉ là mình biết. Còn nếu mà thí dụ như người ta kêu mình thì nó qua một cái screen khác. Thì đây là thí dụ như mình cần đi, như hồi nãy Phương ở đây ngay địa chỉ này thì nó có đây. Thì và cái radio thì để liên lạc với nhau, thì lúc nào cũng phải có cái này quan trọng. Thì đây thì nó có nhiều đài, thì mình có thể nói với nhau. Thí dụ như những cái như cảnh sát ở thành phố khác mà có chuyện gì thì người ta cũng có cái đài đó, mình cũng có thể biết. Nhưng mà cái quan trọng là trong cái thành phố mình, những cái người làm cảnh sát viên trong thành phố thì lúc mà người ta nói ra thì mình biết, mình nghe được và mình cũng biết là người ta đang làm gì ở đâu. Và xe cảnh sát thì có súng thì ngoài cái súng cầm handgun, súng tay nhỏ, thì có một cái súng lục, súng dài hay là AR-15. Anh có thể xem cái cây súng đó được không? AR-15 thì giống như cái loại M16 á. Cái băng đạn nó mới bao nhiêu viên vậy anh? 30 viên. Dạ. Và khẩu súng đó sẽ được sử dụng trong trường hợp nào thưa anh? Thì nếu mà nói chung là nguy hiểm, nếu mà bị mình người kia bắn mình thì cái, nhưng mà cái súng này thì mình có thể bắn xa và nó chính xác hơn là cái súng tay, nhưng mà con cái thì nó hơi nặng và dài. Và như vậy thôi. Ngoài ra chúng ta còn thấy cái ly cà phê Gypsy lấp ló ở đằng sau. Trà đá, nhưng mà cà phê trà đá. Anh Phương Phạo là một khách hàng rất là thân thuộc của quán cà phê Gypsy. Ngoài ra phía đằng sau thì sao thưa anh? Thì xe này khác, xe này thì supervisor nó khác với xe mà thường. Thì thường ngoài sau thì có cái băng ghế cho lúc mà mình bắt người đó, mình bỏ ngoài sau. Phương phải đi giúp hai cái người này. Như vậy là tất cả những hoạt động của thành phố cũng như là của anh, của các cảnh sát thì đều luôn luôn liên lạc với nhau. Dạ, thì mình biết là thì có chuyện gì mình biết là ở đâu mình đến mình. Rồi. Dạ. So. Phải đi rồi. Phương phải có việc. Như vậy là chúng ta thấy cảnh sát viên Phương Phạm và những chi tiết bên trong
rất là may mắn chúng ta hôm nay là vừa được nghe câu chuyện mà lại được xem rõ ràng những cái gì ở trong chiếc xe. Hiện nay thì chúng ta nghe cái tiếng còi hụ xung quanh, có lẽ đó chính là cái lý do mà anh phải đi ngay bây giờ. Câu chuyện với anh Phương Phạm chấm dứt ở đây và sẽ còn tiếp tục trong những lần tới.